Xin chào tất cả các bác đã quay lại với kênh của Trần Vòng Vlog. Và hôm nay mình sẽ làm cái clip về review các cái sản phẩm giá không đồng ở trên Lazada. Thì hiện nay ở trên Lazada đang có một cái chương trình, đó chính là cách mạng mua sắm. Và trên Lazada họ cho một cái mã giảm giá 11k. Chính vì thế các bác ở trên các cái group về săn hàng giá rẻ trên Lazada có một cái thủ thuật, đó chính là kiếm những cái sản phẩm không đồng trên Lazada. Thì rất là đơn giản thôi, với giá của Lazada, có một cái mã giảm giá của Lazada cho mình đó chỉ là 11k, thì mình sẽ đặt các cái sản phẩm free ship dưới 11k. Tại vì hiện nay ở Lazada đang áp dụng chính sách là giao hàng free ship đối với những mặt hàng giá không phải giá mà là dưới 6kg trở lên. Chi tiết các bạn có thể truy cập trên trang web của Lazada. Thì hôm nay mình đã nhận được một cái số đơn hàng mà bên Lazada gửi cho mình. Đây, tất cả đây, cũng có 8 món thôi, mình cũng không đặt nhiều. Thì ở trên cái group săn hàng giá rẻ của Lazada thì có bác đặt 1.223 đơn, sau đó bị Lazada block cái tài khoản. Tại vì trên hệ thống nó phát hiện ra là cùng một cái địa chỉ đấy, cùng số điện thoại đấy, thì nó sẽ bị, quá trình mà nó vận đơn nó sẽ phát hiện ra, nó sẽ khóa tài khoản, nó block số điện thoại, block địa chỉ. Đó là cái trường hợp rất đáng tiếc cho các cao thủ săn hàng. Tuy nhiên với các bạn mua cái đơn hàng khoảng dưới 50 đơn hàng trở xuống, thì ra thì rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần nộp 50 cái tài khoản email, sau đó đăng ký Lazada rồi áp cái mã giảm giá vào. Cái mã đó chính là Meteor, M-E-T-O, mình sẽ để ở dưới cho các bạn xem. Và thực ra thì cũng ngày hôm nay là ngày 11 tháng 11 thì cũng là ngày cuối cùng của chương trình rồi, thì chỉ còn vài tiếng nữa thôi. Thì bây giờ mình sẽ mở các cái sản phẩm này ra nhé. Đây, đầu tiên là cái bóng đèn. Cái này thì giá như là 10k sao, mình cũng không nhớ lắm. Thì đây, bóng đèn từ Lazada. Bóng đèn có 3W thôi, bóng đèn LED. Bên trong nó có rõ đèn LED, 10k rất rẻ. Và mình mua về giá là 0 đồng, chỉ áp cái mã kia thôi. Tiếp theo, một cái nữa đây chính là đầu kẹp điện thoại chân máy ảnh, cũng không đồng. Ok, mình sẽ mở ra luôn. Hôm nay mở sẽ khá là nhiều ấy. Thực ra thì cả năm thì Lazada nó chỉ chạy được chương trình này một ngày thôi. Thực ra thì cái mã này cũng đã fix rồi. Với cái mã là Meteor, bây giờ các bạn chỉ áp dụng với các sản phẩm 20k trở lên. Như vậy sau khi áp giá 11k vào thì các bạn chỉ được có vẫn mất 9k tiền phí một món hàng. Cái này thì Lazada đã fix từ hôm mùng 10 rồi. Tại vì đêm mùng 10 thì anh em đã bắt đầu vào hò nhau đặt hàng rất là nhiều. Hôm đấy ở trên các cái group săn hàng giá rẻ của Lazada rất là sôi động, anh em bàn tán rất là sôi nổi, mua cái món gì, đặt như nào, tạo tài khoản email như nào và có sợ bị khóa tài khoản không. Mình thì mình cũng lập khoảng 10 cái để mình làm thôi, thì cũng một số đơn bị hủy. Đây là cái đầu kẹp. Cái này nó không có cái cao su vịt đâu cơ. Không có cái cao su vịt đầu, ok mình sẽ chế lại. 10k mình đang có một cái chân chipop cần cái này. Đấy là món thứ ba nhá. Cái này là cái gì đây? Đuôi bóng đèn có công tác, ôi rất hợp với cái này. Món này lắp luôn bóng đèn để vào. Cái này cũng không đồng này. Mình sẽ lấy nét cái đoạn này cho các bạn nha. Không đồng. Ôi sao không nét được. Ok. Thật là mua cái này chỉ là vui thôi chứ bảo để về buôn bán hay là cái gì thì chắc cũng chẳng ham hố gì đâu. Đường đèn à? Chẳng lấy nét cánh quá nhỉ. Ô hay quá, tắt luôn cái bóng này. Đây là cái đường bóng đèn. Lazada bán những cái bóng rất là kỳ dị như 11.000, 2.000, 3.000. Đúng chỉ có, ê, cái này có phiếu này. Thằng kia lại không có phiếu gì cả. Đây, cái này shop này họ cẩn thận này. Rẻ đúng là ở quận Nguyễn Bình này. Mình rất thích các cái shop này họ gửi kèm cái này. Để còn đổi trả thứ. Thằng này tròn 11k luôn. Ok, tiếp theo. Bóc này sẽ mệt đây.
Cái này là cái gì đã? Mình sẽ bỏ ra những cái túi đã bóc rồi rồi lợn lợn nhá. Tiếp theo đó chính là cái gì đây? Một cái dụng cụ lấy giấy tai có hộp đựng. Wow, cũng không đồng. Ủa, cái này đã sạch đâu rồi? À, mình vừa xem xong. Đảo quá. Đây, trong cái phiếu của Lazada. Cái này chắc chả quan trọng nữa đâu. Đây, đây chính là cái dụng cụ lấy giấy tai của Lazada này. À, đúng rồi, Lazada toàn 10k. Quá rẻ luôn. 10k nhưng mà áp mã là không đồng thôi. Đây, một hộp lấy giấy tai. Rất nhiều món, quái dị luôn. Mình không biết dùng cái này như nào. Ô, đồ nhựa. Wow. Này hay đấy. Cái này kẹp gì? Nhiều cái quái dị thật. Đây, cái này nó có đèn này. Quá hay. Món này rất buồn cười. Cái này hay đấy. Cái này cho cháu chơi cái này nó cũng giá như 1.000 luôn này. Xong món nữa. Còn nhiều lắm, còn 3 hộp nữa cơ. Cái này là cái gì đây? Giá đỡ điện thoại thông minh sao lăng giá thế, cũng không đồng. Mình thích bóc hộp luôn là bóc như thế này. Đây, một cái giá đỡ. Đấy nét nào. Cái này hộp trông nó ảo quá nhỉ, không có phiếu nữa gì cả. Quá, wow, cái này hay đấy, nhưng mà tự chưa biết dùng cái này như nào. Ui dồi, cho đặt như nào, đây này. Hay sẽ để điện thoại vào đây. Cho lăn lăn như này. Không bao giờ lạ, nghĩ ra lắm trò, quá dị luôn. Cái này cũng không đồng nhá. Nó chắc là dưới 11k. Bây giờ tớ hỏi giá mã tớ này. Nhìn bánh xe trông ảo nhỉ. Ok, cái này có hộp nữa này. Bây giờ sẽ bóc sang ba cái hộp. Cái này là một cái hộp mà gì đây? Nét. Dụng cụ xay tỏi. Trông nặng phết. Ok, mình sẽ bóc cái này. Cái này cũng 10k sao? Ba cái rồi. Ui trời ơi. To tận 3 cái rồi. Méo cái dùng này như nào ơi. Mà trông bẩn bẩn. Okay, tất cả cho bà. Chẳng dùng đâu. Tiếp theo. Một cái hộp nữa. Này sao nhiều bạn thích này. Nét nào. Khăn phượt Halloween cũng 10k. À, nét rất là chậm nha. Tại mình đang quay bằng con Xiaomi ấy. Kính bố mẹ tán đi đâu lâu xương sọ gì sang lần. Tiếp theo cuối cùng, hộp này cũng rất là nặng, méo hết hộp gì luôn. Xem nào, khăn chùm 5 trong 1. Ôi sợ lắm, chùm cái gì thế này, khăn chùm à? 10k. Thực ra cái này nếu mà mua trên Lazada chắc chắn rẻ hơn các cái trang khác như Chilido hay là Sendor.
cho nó ít cái màng ca này đó. Ô, cái này chất này, cái này mùi cay thì ngon được, cái này không chắc chắn đấy. Có bóc ra xem được không? Bóc cái này xem nhé. Trông như là cái thủ cốc của IES ở đây, cho cái thằng đầu ở đây mẹ hay đấy. Mẹ cho ba độ gì không? Có 10k. Thế rồi. Mình thấy cái này hay này. Trên đây là cái phần review nhanh về các cái sản phẩm không đồng ở trên Lazada, các cái chương trình canh mạng mua sắm. Nếu thấy clip hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ kênh và chờ đón các clip tiếp theo review các sản phẩm từ Lazada. Xin chào và hẹn lại các bạn trong các clip tiếp theo. Xin cảm ơn.